Rồi, ok, và chào mừng quay trở lại với channel Pop Pro. Và chào cả chị em luôn. Thì vậy chúng ta sẽ đến với chuyên mục hôm nay xem gì. Tuần này mình đã kiếm được một vài cái video rất là vui, rất là thú vị để chúng ta cùng nhau xem. Và không được nhằng nữa, anh em mình quất luôn. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi, video đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem đó chính là thử nghiệm độ bền của điện thoại Nokia. Có thể các bạn không biết, điện thoại Nokia được mệnh danh gọi là cục gạch sống trong làng di động. Tức là ngoài việc là nghe gọi thì các bạn có thể dùng điện thoại Nokia để ném chó chết luôn, kiểu như thế. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử độ bền của nó xem như nào. Rồi, đầu tiên để xem nó làm cái gì nào. À, bắn một viên đạn vào. Viên đạn vỡ ra nhưng điện thoại thì không hề hấn gì các bạn ạ. Thật là ngạc nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ khoan vào màn hình điện thoại. Không thể khoan được. Khoan đi giờ này. Đấy, iPhone khoan phát nào là thủng phát đấy. Dùng máy ép 100 tấn cũng không thể ép được điện thoại này. Vẫn không hỏng. Vẫn bật. Vẫn bật lên được các bạn ạ. Mẹ, tài năng thực sự, tôi có thể nói đây là một dị nhân trong làng di động là chuẩn nhất. Ok, và video thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau xem là khi động vật chơi TikTok sẽ như thế nào. Ok. Trông ngu hẳn đi các bạn ạ. Mẹ trông mặt kiểu sợ hãi. Tôi đoán đây chính là nguồn gốc của mấy cái meme về động vật các bạn ạ. À, con này khá. Riêng con này thì nó chơi cái trò là giả chết. Đấy, đóng băng. Để xem con này là mấy con chó này ngu lắm. Khá là hay nha. Được, kiểu chó như nào. Chó địa ngục. Đấy. Dồi. Người dành quá. Thề, con chó này là con chó nổi tiếng nhất mà mình biết ở trong cái trend này nhá. Tại vì cái mặt này của nó đưa ai kia. Mẹ, các bạn nhìn nhá, đúng ở chỗ này luôn. Đấy, cảm giác đây là khi mà chúng ta đang đi ngược chiều gió. Đấy, gió nó sẽ thổi cho tóc mình nó bị ngược ra sau như thế đó. Ai ơi, díu thế nhở. Đồ ngon quá là nó sẽ như này đấy. Ui, em cho mày đứng gì thế. Ôi, này, con mèo này tự nhiên chụp ảnh xong nó lại biến thành con chó các bạn ạ. Nhờ, trông giống con chó vãi. Các bạn có nhớ cái con ấy, cái con chồn ở trong công viên Kỷ Jura hay là Kỷ Băng Hà không? Đấy, nó rất giống cái con chồn mà lúc nào nó cũng phải nó đi nó nhặt cái hạt rẻ ấy. Giống vãi trưởng. Úi dồi ôi, mấy con mèo đấy lúc nào nó cũng có một cái mặt nó kiểu phê phê nha các bạn. Không hiểu kiểu gì, lúc nào mặt trông nó cũng phê. Đấy, trông ngáo đét luôn. Ui, khủng long à các bạn. Vâng, chúng tôi là nuôi được khủng long nhá. Lùa đâu. Ui hiệu. Hiêu cao meo. Vâng, đây là hiêu cao meo. À đây. Con này mà làm hiệu ứng cổ dài nó mới giống khủng long đấy các bạn. Ý, kiểu dinosaurus rồi.
Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Minecraft phiên bản siêu thực tế sẽ như thế nào. Mình vừa tìm được một kênh YouTube của một anh chàng có tên là Steven. Ở kênh này thì có một vài cái video làm về chuyện là Minecraft phiên bản siêu thực. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nó sẽ như thế nào. Ok, đừng quên là nếu các bạn thấy thích cái video này thì có thể nhấn theo dõi anh chàng Steven này nhá. Rồi ok, để xem đầu tiên sẽ là cái gì đây. Xây nhà, đầu tiên sẽ là xây nhà. Ok, xây nhà sẽ là xây nhà rồi. Nước à? À, tôi đoán sẽ là nước. Wow, nó có tràn đến ra ngoài. Này, ngày xưa khi mà tôi chơi Minecraft, nước nó không xịn này đâu. Hay nhỉ? Làm sao mà họ làm được như này nhỉ? Uầy, nó ấy, tràn ra ngoài. Hay, được đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nổ cái giếng. Ai à? Được thế nhở? How to có thể làm được ra nước như này nhở? Ngày xưa mình chơi ấy thì mình cũng có biết là chúng ta sẽ phải dùng cái một vài cái resource pack đúng không? Để làm cho cái phiên bản nó thực hơn. Nhưng mà nó chỉ là đẹp hơn thôi chứ nó không được xịn nhầy đâu. Ấy, chắc thực sự. Wow. Hay, được. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem dung nham. Là nham thạch ấy. Đấy, phiên bản dẻo thế nhở. Nếu các bạn để ý thì nó sẽ gần giống như là cái thủy tinh khi mà chúng ta nung nóng nó lên. Thế nhở. Này, tôi nói thật với các bạn, cái hiệu ứng này nhá, mà kết hợp với cái phiên bản mod Minecraft One Piece ngày xưa mà tôi chơi ấy, thì với cái trái ác quỷ dung nham của cái thằng đô đốc chó đỏ ấy, Akainu đúng không? Chứ nó đỉnh cao lắm luôn các bạn. Nhá. Ok, cái này thì không biết để làm gì. À, golem à. Ok. Wow, nó bao lên kìa. Uầy, nó bao lên kìa. Uầy. Uầy, nó còn dính đấy. Nó vẫn còn dính nhá. Cái hay là nó vẫn còn dính lên người cái con golem này. Uầy, được thế nhở. Wow. Sao được nhỉ? Tôi thực sự là rất là tò mò và tôi rất là thích những hiệu ứng như này. Ok, tiếp tục nào. Lần này chúng ta sẽ thử trộn nước và lava vào thì sao nhá. Uầy, từ. Nó đỉnh, từ từ nhá. Nó đỉnh một cái là sao? Các bạn nhìn này, khi nước nó chảy ra nhá, nó còn có cả những cái bọt nước trắng trắng ở trên nhá. Ok, bây giờ là cho nước vào trước. Bây giờ là chúng ta sẽ cho dung nham vào đúng không? Ui, khói bốc lên được vãi. Được đấy. Wow, chất thế nhở. Đấy, nước với lửa kết hợp vào với nhau thì chúng ta sẽ có cái gì nhở. Tuy nhiên tôi lại quên mất cái tên đó là cái gì rồi. Lâu quá không chơi. Ok, tiếp tục sẽ là cỏ. Cỏ phiên bản thật. À, mượt thế nhở. Mỗi tội là trông tôi lại thấy nó hơi giống lông. Các bạn ạ. Mặc dù nó đẹp đấy nhưng mà nó lại hơi giống lông. Kiểu nó hơi giống kiểu lông chó hay là lông mèo. Tại vì là mấy cái ngọn cỏ này cảm giác nó hơi giống nhau, nó hơi đều quá. Ok, tiếp tục nào. Lần này thì chúng ta sẽ có cái miếng gì đây? Miếng bọt biển à? Đúng không? Ui, nó hút hết nước vào kìa. Uầy. Tôi nói thật là tôi đã từng nhìn thấy cái khối này ở trong Minecraft khi mà tôi có chơi Minecraft rồi. Nhưng mà không nhớ là cái thời đấy, cái phiên bản đấy thì nó có cái chức năng nó hút nước vào không nhỉ? Thực sự là không biết đâu. Nó hút hết nước vào luôn. Uầy. Đập vào nó. Đúng là kỳ miếng bọt luôn, đập vào miếng bọt đấy thì nó lại kiểu như là nó
bị bật cái nước ra ấy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đến với con lợn. Con lợn phiên bản. Thế nhỉ? Lợn phiên bản thực tế ở trong Minecraft nha. Làm sao người ta làm được như này nhỉ? Đấy, đánh vào nó nhá, nó đỏ lên rồi nó chạy đi nhá. Được nhờ, thực sự hay, hấp dẫn. Rồi ok, và chắc là video này mình sẽ tạm thời kết thúc đây. Hẹn mọi người gặp lại nhau ở chuyên mục hôm nay xem gì ở tuần sau hoặc là tuần sau nữa. Và nhớ nhá, đừng quên là nếu thấy thích thì nhớ nhấn like cho video và đăng ký kênh Pop Pro nhá. Dạo này mình thấy mọi người đăng ký kênh mình hơi ít. Mặc dù là mình vẫn làm thử thách cấm cười đều cho mọi người này, vẫn ra video đều các thứ này đấy, nhưng mà mọi người đăng ký hơi ít, mình cảm thấy hơi buồn. Thế nên là rất mong mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách là nhấn cả vào nút đăng ký kênh Pop Bro nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.